Như chúng tôi đã đưa tin, liên tục trong 2 ngày qua, vụ việc gần 100 học sinh tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh bị ngộ độc thực phẩm tiếp tục có thêm diễn biến đáng chú ý. Đến ngày 14 tháng 9 đã có gần 60 trường hợp trong số này phải nhập viện để cấp cứu và điều trị. Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra từ chiều ngày 11 tháng 9 tại trường tiểu học Bình Trưng Đông, quận 2. Tối cùng ngày ghi nhận có 98 em học sinh bị các triệu chứng như ngộ độc. Tuy nhiên, chỉ một số ca nặng được gia đình đưa tới bệnh viện quận 2. Thế nhưng trong 2 ngày cuối tuần lại có thêm hàng chục ca nhập viện. Đến sáng ngày 14 tháng 9 có tổng cộng 57 trường hợp được bệnh viện quận 2 tiếp nhận điều trị. Bác sĩ cho biết các học sinh nhập viện đều có biểu hiện nôn ói, sốt, tiêu chảy, phần lớn số ca là nhẹ, một số ca trung bình. Hiện nhiều em vẫn còn bị mất nước, tiêu chảy và nhiễm trùng đường ruột đang được theo dõi tích cực. Trong khi đó, công tác điều tra nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trương thực hiện từ phía ngành giáo dục quận 2, phòng y tế quận 2 và ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.